Thưa quý vị, hôm nay 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả với công trình sai phạm trên đất nông nghiệp. Khu đất rộng hơn 10 hecta thuộc tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, do ông Nguyễn Ngọc Sự làm chủ sở hữu. Chính quyền địa phương sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình cơ sở hạ tầng vi phạm tại khu đất nêu trên. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha đã gửi quyết định cưỡng chế số 35 ngày 18 tháng 6 của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với lô đất trên của ông Sự. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đến nay ông Nguyễn Ngọc Sự vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ sẽ tổ chức cưỡng chế buộc ông Nguyễn Ngọc Sự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định số 35 của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đối với khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên sở hữu, vốn là đất nông nghiệp nhưng ông Sự đã tự ý chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan chức năng địa phương cho phép. Không những thế, ông Sự còn ủy quyền cho công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự ý san lấp đất làm đường, phân lô, bán nền với tên gọi là dự án Alibaba Tân Thành Central City 1. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã nhiều lần ra quyết định xử phạt vì sử dụng đất sai mục đích nhưng chủ đất không chấp hành. Để đối phó với cơ quan chức năng, chủ đất đã cho nhiều xe múc đến cuốc đất lắp lại các con đường nhựa, vỉa hè để đối phó. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, việc lấy đất lắp đường là để đối phó với quyết định cưỡng chế là không thể chấp nhận.